Sunny Don mến chào anh chị và các bạn. Rất vui gặp lại anh chị trên kênh Sunny Don với sáng ngày hôm nay, sáng tinh sương của thành phố mộng mơ, thành phố Đà Lạt. Trước mặt anh chị đó là một cái thung lũng. Nơi đây thì cách chợ Đà Lạt, trung tâm Đà Lạt khoảng 3 km. Và hôm nay Sunny cũng rất là vui mời anh chị chúng ta sẽ khám phá một cái địa điểm, đó là khu du lịch rừng Lá Phong Đà Lạt. Nó men theo cái thung lũng như thế này anh chị. Đây là một cái diện tích đất 4,5 hectare. Nó có những cái tiểu cảnh cũng rất là đẹp. Và rừng Lá Phong, nơi nhiều du khách sẽ tới đây tham quan. Nó là những cái khu du lịch nhân tạo hội tụ như là nhà trống, nhà mái, nhà nắm, suối địa đàng, suối mơ, địa đàng trong lòng đất, đường hào hoa thiên nhiên tự tạo bởi bàn tay con người, với 200 cây lá phong, khoảng 20.000 cây tùng bút, 500 cây anh đào, hàng trăm cây lá kim đặc thù quý hiếm của Đà Lạt. Và Sunny cũng rất là vui mời anh chị chúng ta khám phá khu du lịch rừng Lá Phong anh chị. Đây là cái địa điểm bán vé vào khu du lịch rừng Lá Phong. Địa chỉ là 45 Đặng Thái Thân, phường 3, thành phố Đà Lạt anh chị. Người lớn thì 60.000, trẻ em 30.000 anh chị ha. Đây, cái cổng để chúng ta vào cái khu du lịch với những cái tiểu cảnh. Rồi bắt đầu thì mình sẽ vào khu du lịch nha anh chị. Đây, sọc vé, cửa sọc vé. Rồi, khi mà chúng ta sẽ vào đây với một cái diện tích 4,5 hectare. Đây là cái sơ đồ để chúng ta tham quan rất là nhiều cái địa điểm. Bây giờ Sunny sẽ mời anh chị đi trọn vẹn khu vực này nha. Khi mà vào đây thì bắt đầu có tiếng ve kêu, và bên đây những cái hàng bông hoa. Vào đây tự nhiên mình cảm thấy nó mát hơn, cây cối. Đây Lá Phong nè, đó, rừng lá phong nè. Cái này lá phong không bà Dũng? À, cái lá phong đó, nó giống như là cái quốc kỳ của nước Canada đó con. Đây lá phong. Lá phong nè, đó cái hình dạng lá phong nè. Rồi. Bắt đầu lá nó đỏ lên anh chị. Nó đổi màu. Hello con. À chào đi con. Trời ơi, qua chỗ này ngồi đi nha. À giỏi. Đây nhà trống. Cái này là gì bà Dũng? Nhà trống, con thấy những cái trống không, để mình vào trong đó coi như thế nào. Cổng chào thiết kế kiểu Nhật Bản. Mướn đồ kimono. Nhà trống đây nè chị. Mình thử đi vào trong đây coi. Cho thuê phục trang. Xem rồi đúng không? Khu vực cho thuê phục trang. Đồ Nhật Bản đó.
đây là bảng giá phụ kiện nè, 100.000 nè, một lượt 60 phút, 100.000 phụ kiện là 30.000. Thôi à. Đó. Rất là đẹp. Đổ sơn lên thôi. Ở ngoài nhìn giống như những cái trống đó. Rồi, ở phía dưới là gì? Để coi. Ở dưới là nhà kho thôi. Nhà vệ sinh đó, những cái tiểu cảnh để chụp. Có piano. Rồi, thôi chúng ta đi khám phá tiếp anh chị ha. Nó còn nhiều địa điểm lắm. Sunny đây là một cái clip. Sunny cứ cầm camera để anh chị thấy những cái tiểu cảnh trọn vẹn. Bên kia là cái nơi mà thưởng thức cà phê, có cái view nhìn ra cái vịnh ở đằng xa. Bây giờ mình cứ đi thẳng vào thôi con. Ba Dũng là dẫn. Cá coi hả? Một lát ba Dũng sẽ quay cá coi nha. Lên hình rất là đẹp. Đây. Đối với khu vực rừng lá phong này được thiết kế giống như bên cái Nhật Bản anh chị. Mình giống như Nhật Bản với nhiều tiểu cảnh. Mình sẽ đi vào trong khu vực này, sau đó mình sẽ đi qua bên kia. Rồi, cảm ơn. Nhà ở đây có rất là nhiều nóc, con thấy không? Xin lỗi anh chị nha, đang nói chuyện với con. Đó, nhà đó, nhà nhiều nóc nè. Nguyên một cái rừng hoa. Cái nhà mà ở Singapore. Vậy hả con? Rừng hoa. Đây là một cái khu du lịch mới anh chị. Đối với ở Đà Lạt thì có rất là nhiều khu du lịch. Đây là một cái nơi mới sau này. Qua đây. Đố con cái hoa đó là hoa gì? Cẩm tú cầu. Rồi thôi mình đi. Nào có ké. Không thèm. Nè nè nè, nhìn cười nhìn cái. Đây là tiểu cảnh nè, Nhật Bản con ha. Nhật Bản phải nói đến. Nói đến cái gì con biết không? Hồ của há cá coi, đúng, mình sẽ tới hồ cá coi. Ở đâu? Đứng ở đây nè. Rồi, mình sẽ đi một vòng con. Đi ở dưới đây nữa, có một cái thung lũng nè. Cái đường đi xuống phía dưới, dốc. Thôi, mình sẽ đi trên đi. Rồi một tí. Đi xuống. Rồi, cái cổng Nhật Bản. Hồ cá coi đây. Thank you.
bên đây. À, đây là cái khu uống cà phê. Ở đây tiểu cảnh cũng được chăm chút rất là cẩn thận. À, nè, chỗ cá hồ cá coi. À, trời cá coi đẹp quá. Ở Vũ này bên kia kìa. À, trời ơi, quá trời luôn. Rồi. Thôi em tí mấy luôn rồi. À. Mấy con này mấy con cá. Căn nhà. Rồi, mình đi coi. Trời, bên kia quá trời cá coi kìa. Ê, có coi chó rất đẹp không? À. Con chó, chó lông xù. Chó lông xù dễ thương không? À. Ở đây có nhiều tiểu cảnh ghê chứ. Nè, qua đây mình coi cá coi bên kia nữa. Trời ơi, quá trời. À, đúng rồi. Vậy nói chứ. Cái hồ thứ hai nè. Nè, cái hồ nè. Đi xuống đây. Đó. Chị thấy đẹp không? Đó, quá đẹp. Đây là chỗ uống cà phê. Rồi, mình sẽ đi qua cây cầu này con. Đây là một cái số tiểu cảnh cũng đẹp quá anh chị. À khoan, để ba Dũng đi qua cái khu vực này xong mình đi qua một cái cầu để dẫn cho cô chú anh chị đó mình biết hết cái khu vực này, thức ăn cá 15.000 một bịch. À. Lát cô phải mua bịch mới được. À. Đó. Đẹp không? Rồi. Ở đây khu vực này đẹp quá anh chị. Rồi mình sẽ đi qua cái cầu nha. Bước lên từng bước. Bữa nay thời tiết buổi sáng rất là đẹp. Coi chừng nha con. À, bên kia thì cho. Nhưng mà hơi nắng. Hơi nắng. Đó, bên cho cá coi kìa. Trời, ở khu vực này. Con này con tưởng đâu là cá coi nó ngoài trời luôn, ở nhà mình phải sửa oxy. Đúng rồi, nó mới sống được khỏe con. Con chuồn chuồn. À, trời ơi, nó lúc nhúc nó ăn kìa. Mấy con này mắc rồi. Đúng rồi, mắc lắm. Bữa nào ba Dũng lên mạng, ba Dũng coi bao nhiêu một con, nó nhiều loại lắm. Chắc mấy trăm. Nó có cái tên đàng hoàng luôn á. Rồi. Con nghĩ chắc mấy trăm. Rồi, mình sẽ đi nha, đi tiếp tục. Một lát mua một bịch con cho cá ăn rồi xong rồi con ba Dũng quay phim cho con nha, con đồng ý không? Coi chừng nước nha. Ủa cái máy chụp đây. Đó. Đây. Thấy. Chụp chưa? Chụp rồi. Thôi giờ đâu hướng? Từ. Rồi. Giờ đi. Cá quá dạng luôn. Rồi. Đầy đủ màu sắc. Cái dạng nó bự ghê luôn.
Trời ơi, cá là dạng ghế dạng luôn á. Rồi. Được không con? Được rồi, nhưng mà nếu như chị lấy thử xem. Ôi trời ơi. Cá đẹp quá. Cá coi này là thuần chủng đó. Rồi. Đây nó cá gì nè. Rồi mình sẽ có vài tiểu cảnh nữa anh chị ha, sau đó thì xin đi. Đây có một chiếc xe lam, cũng là một cái tiểu cảnh xe lam ngày xưa. Có cái phúc điện thoại. Một cây thông, có cái xích đu. Và cái khu vực này thì cũng rất là rộng. Sunny muốn thực hiện một đoạn clip giới thiệu anh chị những cái khu vực này để anh chị biết và sẽ tới đây trong những cái dịp khi mà ghé Đà Lạt số 45 Đặng Thái Thân anh chị ha. Nó còn rộng lắm, nó còn những cái tiểu cảnh đi xuống thung lũng nữa, vòng vòng. Hello con. Cái này còn sâu sâu ở dưới con, đi làm sao mà hết được. Xích đu, lá phong, đây lá phong đó, xích đu rồi lá phong. Thử đi xuống dưới. Trước mặt anh chị đó là một cái tiểu cảnh nữa anh chị. Không vô thì đi ra. Ở đây thì tạo giống như là mình lên một khung hình. Phía sau là thung lũng. Nàng tiên cá. Hello baby. Thả tim coi. Đó. Đây là anh Thụy. Những cái chuyến đi của Sunny thì luôn luôn lúc nào cũng có anh Thụy rất là dễ thương. Hello. Hello. Đây là nơi mọi người ghé uống cà phê. Đó.
Trời ơi. Hoàng chụp đó nằm đây đi Hoàng. Xin đi đâu em? Đi theo dì My. Đây à, đi theo dì My đây. Đây là cái địa điểm uống cà phê gì. À, đây là cái khu vực uống cà phê. Nên khu vực này tiểu cảnh cũng rất là đẹp. Baby, baby, chào nè. Rồi. Rồi, à, Sunny cũng muốn kết thúc cái đoạn clip giới thiệu anh chị khu du lịch Lá Phong để anh chị biết ghé anh chị ha. 45 Đặng Thái Thân, cách chợ Đà Lạt chỉ 3 km thôi. Rồi, à, Sunny thân ái mến chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những cái clip sau. Rồi, bye bye, hẹn gặp lại.